con khi sinh ra lớn lên thì con không có ba. Bé không than trách mẹ, mà bé chỉ nói: mẹ ơi, ta khổ anh ấy hả? Tôi trả lời với con: cuộc sống là như thế rồi con ạ, à, biết làm sao bây giờ? Người ta cho con cái bánh hay là cái kẹo thì con có thể đưa về cho mẹ. Bởi vì là mẹ vô cùng tư khổ với con. Con cố gắng bù đắp lại những cái phần sau này của con để cho dành cho mẹ một chút đẹp hơn. Con tên là Phan Phạm Trung Hoài, năm nay con 16 tuổi, con học lớp 13, trường Trung học phổ thông Đức Thọ. Hiện tại con đang sống với mẹ của con. Con khi sinh ra lớn lên thì con không có ba. Tôi tên là Phan Thị Phương, năm nay 47 tuổi, đang sống với một đứa con tên cháu là Phan Phạm Thanh Hoài. Công việc của tôi đến sáng 5 giờ, tôi rời khỏi nhà và đi đến giúp việc cho họ. Chiều về đi chăn bò, cắt cỏ và tìm kiếm những cái vé chai đồng nát. Ngoài thời gian đi học thì cháu ở nhà là giúp mẹ chẳng hạn như chăn bò, nấu ăn rồi giúp việc đi chợ. So với những đám bạn bè thì cháu vẫn thiệt thôi rất nhiều. Cháu có thể đi làm bất cứ một việc gì mà người ta thuê mượn. Chỉ đi chờ cho họ, hoặc đi mua rau bán rau, đi kiếm vé chai, đi bán giày loài. Bé không than trách mẹ, mà bé chỉ nói: mẹ ơi, ta khổ anh ấy hả? Tôi trả lời với con: cuộc sống là như thế rồi con ạ, à, biết làm sao bây giờ? Người ta cho con cái bánh hay là cái kẹo thì con có thể đưa về cho mẹ. Bởi vì là mẹ vô cùng tư khổ với con. Con cố gắng bù đắp lại những cái phần sau này của con để cho dành cho mẹ một chút đẹp hơn. Tôi có một căn bệnh đó là đau lưng, đã bị gãi 4 đốt sống. Sức khỏe của mẹ con thì khá là yếu. Mắt của mẹ bị viêm kết mạc cộng với sung huyết mắt. Con có thể an ủi mẹ nhưng mà bởi vì là con chưa kiếm được ra tiền nên con chưa thể giúp mẹ được nhiều. Bé đi học đi từ đây đến trường đi học cả ngày, mỗi ngày 28 cây số, cả đi cả về. Đi học với một chiếc xe đạp ca tăng. Có nhiều cái mẹ mong muốn có để giúp đỡ con mẹ đó là có một chiếc xe để đi học. Ước mơ của con được bước vào trường Đại học Giao thông Vận tải. Ý nghĩa với con đối với đường tàu đó rất sâu sắc. Nó gắn liền với con từ lúc con sinh ra lớn lên. Con muốn bước chân vào đại học đó. Mẹ mong rằng con hãy cố gắng học tập thật giỏi, sau này trở thành một người công dân có ích cho xã hội. Nhiều lúc tôi vẫn muốn nói với con đó là: con gái ơi, sau này khi mẹ già, con nhớ thương mẹ vậy. À, con muốn nói với mẹ là mẹ vẫn thật sống thổ, sống khỏe. Mẹ vẫn phải luôn vui đời, yêu đời và vui vẻ đối với con. Mời chị. Rồi, mời con. Mời chị. Vào đây con. À, lại tiếp tục một cái câu chuyện đáng buồn nữa. Anh mất lâu chưa chị? Ý, con sinh ra và lớn lên không có bố, nên là con cũng không biết bố coi con sống ở làm mất nữa. Con nhìn những người bạn khác có bố mẹ đầy đủ, mình đau lòng lắm con, đúng không? Con cũng tương ứng có một người bố, người mẹ đầy đủ. Nhưng mà ước mơ đó của con thật sự đó là sao vời?
thôi con, mình cứ nghĩ như là mình không có bố đi. Bởi vì có ước cũng không được nữa rồi. Con phải tự nhủ lòng mình rằng là có những người có bố đó, nhưng cũng như không có. Lúc đó lòng mình sẽ nhẹ lại, con gái ha. Chú Quỳ Linh thấy rằng con là cô gái rất là thông minh, rất là nhanh, rất là hiểu chuyện. Chú nghĩ rằng là con sẽ làm được rất nhiều việc luôn đó nha. Chị ơi, sức khỏe của chị hiện giờ ra sao rồi? Sức khỏe của tôi bây giờ thì có phần yếu đi, bởi vì là do căn bệnh gái ruột sống đã từ lâu, và từ nãy đã mắt của tôi đã bị viêm nhiễm. Nếu không cẩn thận thì sẽ phải đi mổ. Rồi mỗi tháng như vậy mình thu nhập có 1 triệu mấy? Dạ, một tháng như vậy tôi đi lâu nha, cho họ họ chỉ trả cho một tháng được 1,5 triệu. Còn buổi chiều thì tôi đi chăn bò và đi kiếm thêm ve chai đông nạt. Con ở nhà giúp gì cho mẹ được hoài? Dạ, con ở nhà thì ngoài giờ học ra thì con có thể như làm giúp mẹ là chăn bò, nấu cơm, tạm lại là hầu như là dọn dẹp nhà cửa. Chú nói con nghe nè, trong cuộc sống đó con cứ theo dõi những cái câu chuyện trên mạng xã hội đi. Rất là nhiều doanh nhân thành đạt từ lúc mà họ đi chăn bò. Rất nhiều người đã thành công từ những lúc mà họ không có gì trong tay cả. Rất là nhiều người giàu có, họ lớn lên bằng cái sự bất hạnh. Để mình soi chiếu với thân mình, để mình vượt qua những cái suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống. Chú biết rằng con rất là tuổi thân, rất nhiều chuyện, nhưng mà mình cứ suy nghĩ nãy giờ như chú Quỳ Linh nói đó, mình suy nghĩ tích cực lên, để người mình nó tươi tắn lên con ha. Để nhiều người mình có nhiều năng lượng hơn nữa. Không ai quyết định cái số phận của mình cả. Chúng ta phải chấp nhận cái số phận đó, nhưng quan trọng là chúng ta biết cách để đưa cái số phận đó đến một bến bờ khát vọng nào đó. Đó là quyền năng của chính chúng ta. Mà chú nghĩ rằng con có điều đó đó. Mạnh mẽ lên con gái nha, con sẽ làm được.